Chiều tối qua 29 tháng 3 tại Thổ Nhĩ Kỳ, các phái đoàn Nga và Ukraine đã tham gia cuộc đàm phán lần thứ 5 kể từ khi chiến sự nổ ra tại Ukraine. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, cuộc đàm phán đã đánh dấu nhiều bước tiến quan trọng khi cả hai bên đạt được thỏa hiệp và sự thống nhất về nhiều vấn đề. Trong một động thái đáng chú ý, phái đoàn Nga tuyên bố họ sẽ giảm mạnh các hoạt động quân sự quanh thủ đô Kiev và Chernihiv. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết, động thái này nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau tại các cuộc đàm phán và tạo điều kiện thích hợp cho việc ký thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Về phía phái đoàn Kiev, họ cho biết Ukraine dự kiến sẽ tiến tới quy chế trung lập để đổi lấy các bảo đảm về an ninh. Ngoài ra, phía Kiev cũng đề xuất thời gian đàm phán 15 năm về tình trạng của bán đảo Crimea được Nga sáp nhập vào năm 2014. Tuy nhiên, theo phía Ukraine, các đề xuất này chỉ có thể được thực hiện trong trường hợp hai bên đình chiến hoàn toàn. Cũng trong ngày hôm qua, 29 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố về chiến dịch quân sự. Tiềm năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Ukraine đã suy giảm đáng kể và hiện lực lượng Nga có thể tập trung vào mục tiêu giải phóng Donbass. Ông Shoigu cũng nhấn mạnh lực lượng Nga sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.